Đây là chiếc Range Rover Velar phiên bản R Dynamics SE. Range Rover Velar này được trang bị động cơ 2.0 với công suất lên tới 300 mã lực. Đây là phiên bản đầu tiên về Việt Nam được trang bị động cơ hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, chiếc Velar này còn được trang bị 4 camera xung quanh, mâm 20 inch, thiết kế mới. Ngoại thất là màu silicon silver. Đây là cái màu mà lúc ra mắt tại châu Âu. Velar bản cao cấp này cũng được trang bị hệ thống là 4 vùng điều hòa. Cửa sổ trời panoramic. Dàn âm thanh Meridian. Ghế da hai màu kem kết hợp với đen, rất sang trọng. Ngoài ra, điểm nhận diện giữa các phiên bản 300 mã lực là cặp ống xả lồi ra. Đây là logo P300. Hiện tại mức giá cho mẫu xe này là 5,4 tỷ đồng.